sự nhận thức. Tất cả các pháp hữu vi đều trải qua những cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt một cách vô cùng nhanh chóng. Vì nó sinh diệt một cách nhanh chóng như vậy đó, nếu mà chúng ta không dùng cái trí tuệ để mà quan sát, để thấy rõ được đó, thì chúng ta sai lầm, lầm tưởng, cho nên đi đến những cái phiền não nó sanh khởi. Cho nên là cái vị hành giả đó, cái thẩm sát là phải dùng cái trí tuệ xem một cách tường tận, chứ không có quan sát cạn cợt. Tại vì nếu mà chúng ta không dùng trí tuệ xem xét cặn kẽ tường tận, khi mà chúng ta quan sát cách cạn cợt các cái hình tướng ở bên ngoài, rồi sao cái sai lầm tà kiến, những cái tưởng điên đảo nó hiện khởi lên, nó làm cho chúng ta thấy sai lệch cái đối tượng mà mình quan sát đi. Cho nên từ đó chúng ta mới cho rằng những cái gì thay đổi vô thường thì là thường, những gì khổ đau thì mình lại cho là vui, những gì mà mình không có điều khiển được nhưng mà mình đồng quá là tôi, là của tôi đó. Cho nên từ đó mà cái sự khổ đau nó phát sinh. Cho nên á, là Đức Phật khuyên dạy những vị hành giả đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải quan sát một cách thật là tường tận. Những gì mà vô thường, không bền vững, thì nó sẽ đem đến gì? Cái khổ. Rồi những gì mà vô thường và khổ đó, thì nó luôn luôn là không có một bản ngã, không có một linh hồn. Cho nên đó, là vị hành giả phải dùng cái trí tuệ của mình thẩm nghiệm, xem xét, quán sát một cách cái tường tận. Nhờ cái vị hành giả luôn luôn đó, luôn luôn quán sát trên cái thần ngũ quẩn, thì quý vị biết rằng đó, cái thân ngũ quẩn này đó, nó là hai thành phần vật chất và tinh thần. Nhưng mà vì chúng ta lầm tưởng, chúng ta quan sát một cách cạn cợt ở bên ngoài, rồi sao chúng ta chấp thủ vào cái ngũ quẩn đó. Chính vì khi mà chúng ta không có quan sát thẩm nghiệm đối tượng một cách sâu xa, chúng ta nhìn cạn cợt, thì bắt đầu á cái ngũ quẩn nó trở thành ngũ quẩn thủ, sắc, rồi thọ tưởng hành thức, nó trở thành những cái đối tượng để mà chúng ta chấp thủ. Cho nên á là từ đó mà cái sự khổ đau nó phát sinh, do cái thẩm nghiệm, cái trí tuệ quan sát một cách tường tận, chúng ta thấy rằng rõ ràng á, dù là sắc hay là danh, tất cả những cái thành phần của ngũ quẩn luôn luôn nó sanh, trụ và diệt. Nó sanh khởi theo cái định lực của nó, do nhân, do duyên mà nó hiện khởi. Rồi đến một lúc nhân duyên hết thì nó cũng diệt mất. Không có bất cứ một cái gì là trường tồn, không có một cái gì để cho chúng ta
bám níu, không có một bản ngã, một linh hồn phía sau tất cả những cái ngũ uẩn này. Cho nên là dù những cái cảm giác, những cái cảm thọ an lạc tới đâu, rồi nó cũng diệt mất. Rồi tất cả những cái sự an lạc đó, nếu mà chúng ta quan sát thì do những cái nhân duyên nó đưa đến, những cái điều kiện, những yếu tố đầy đủ, thì những cái trạng thái an lạc hạnh phúc này nó sanh khởi. Nhưng mà đó, chúng ta cố gìn giữ, cố bám níu đó, nhưng mà nó theo cái quy luật của nó, theo cái định lực của nó, nó sanh, nó trụ và nó sẽ đi đến hoại diệt. Cho nên nếu mà chúng ta bám níu, dính mắc, chấp thủ, thì sao? Rồi chúng ta tầm cầu, cho nên là đau khổ nó sẽ phát sanh. Thì khi mà cái vị hành giả đó quan sát tất cả các cái ngũ uẩn này đó, thì chúng ta sẽ thấy được bất cứ là uẩn nào, dù là sắc hay là danh, thì nó cũng theo cái quy luật, theo cái định luật của tam tướng là vô thường, luôn luôn biến đổi. Chính vì nó vô thường, nó luôn luôn biến đổi, cho nên nó đem đến cái sự khổ. Và khi nào mà có vô thường, có khổ, là chúng ta không có thể điều khiển, chúng ta không có khả năng để mà điều khiển tất cả những cái pháp nó xảy ra, cho nên nó là vô ngã. Thì khi mà cái vị hành giả đó thường xuyên quán sát một cách tường tận cặn kẽ như vậy đó, làm cho cái trí tuệ của mình càng ngày càng bén nhạy. Mà khi cái trí tuệ nó bén nhạy thì mới có đủ khả năng để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não. Thì ví như quý vị hằng ngày quý vị muốn sắc, muốn gọt những cái vật dụng gì đó, thì sao? Cái lưỡi dao nó mới bén. Khi mà cái lưỡi dao bén á, thì mới làm việc mà mới dễ dàng. Thì cũng vậy, lâu nay chúng ta, cái trí tuệ chúng ta đó, nó bị những cái vô minh phiền não chi phối, nó mê mờ, giống như cái dao mà nó bị cùng vậy đó. Khi mà cái dao cùng á, thì không có làm gì được hết. Cho nên á, là Đức Phật mới nói rằng cái giáo pháp là để cho những người có trí tuệ. Khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự tìm hiểu, sau khi tìm hiểu chúng ta thực hành. Nhờ có cái sự thực hành này đó, cứ mỗi lần chúng ta thực hành, nó đem đến cho chúng ta những cái kinh nghiệm. Khi mà kinh nghiệm càng ngày càng lớn mạnh, giống như cái dao vậy đó. Cái dao mỗi ngày á, quý vị thấy rằng những cái khi mà quý vị đi mua đồ đó, quý vị thấy những cái người mà bán, nhất là những cái người mà bán thịt á, họ trước khi họ sắt hay là họ ấy gì đó, sao họ cầm cái dao, họ dũa hay là họ liếc qua liếc lại, vài ba cái, để gì? Để làm cái dao vào cho nó bén, để mà sắt gọt cho nó dễ dàng đó. Thì mỗi lần mà chúng ta thẩm nghiệm, xem xét các đối tượng một cách cặn kẽ, thì những cái kinh nghiệm của pháp hành nó sẽ được dung bồi lớn mạnh. Rồi mỗi ngày mỗi giờ chúng ta thực hành thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cái trí tuệ càng mạnh mẽ, càng sắc bén hơn. Thì khi mà cái trí tuệ nó được
sắc bén mạnh mẽ mới đủ sức để mà cắt đứt, để diệt trừ tất cả những cái triền cái, những cái chướng ngại phiền não. Đó, cho nên á là khi mà những cái vị mình nỗ lực thực hành à, sẽ đạt đến những cái mức độ mà thành đạt từ thấp đến cao, à, từ các bậc thánh hữu học cho đến à, các vị thánh đầu tận à, thì những cái vị hành giả mà có cái nhìn rõ ràng, có trí tuệ sâu sắc à, có sự hiểu biết thâm sâu à, vào những cái ngóc ngách, những cái bí hiểm của các cái phiền não, nó tìm, nó ngủ ngầm à, những cái triền cái nó che đậy à, mà chúng ta, nếu mà chúng ta không có vượt qua những cái sự che lấp bao phủ bên ngoài à, thì chúng ta không thấy được những cái thực tướng à, ở bên trong. Cho nên đó là à, Đức Phật mới nói là người mà đã à, có những cái trí tuệ thâm sâu à, thì những người có thể đứng vững trên hai chân à, không còn bị những cái lạc thú sắc thinh vị xúc, những cái lạc thú phù du nó mê hoặc à, người ấy không còn bị những cái khổ đau à, của trần cảnh bên ngoài làm cho người ấy à, buồn rầu và than khóc. Người hãy có thể vượt lên mọi những sai lầm do nhờ có cái những cái kinh nghiệm à, của trí tuệ minh sát càng lúc càng sâu sắc bén nhạy, và người ấy có thể diệt trừ tất cả những cái quan kiến sai lầm à, những cái tà kiến sai lầm bấy lâu nay à, cho nên á là cái vị hành giả cần phải thực hành à, phải trau dồi cái phương pháp thẩm sát cả trí tuệ. Thì khi mà quý vị à, thực hành à, thẩm sát, thấu triệt được chứng ngộ ba cái đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã à, trên tất cả các đối tượng à, là ngũ uẩn hoặc là danh sắc, và sự chứng đạt này đó dĩ như chúng ta chặt đứt à, chúng ta sát trừ những cái phiền não à, nhờ cái trí tuệ nó bén nhạy à, thì à, Đức Phật mới nói là trạch pháp giác chi là một cái pháp để mà giúp cho hành giả có cái nhìn à, một cách tường tận, nhận thức những đối tượng nó đang sanh, đang diệt, nhận thức được những cái gì mà nó bấy lâu nay nó bị che lấp à, nó bị vô minh phiền não bao phủ à, thì khi mà quý vị thấu triệt được rõ ràng chân tướng của các cái đối tượng đó thì không, nó không còn mù mờ lầm lạc về những cái gì mà bấy lâu nay mà chúng ta lầm tưởng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ không biết là quý vị còn nghe âm thanh được rõ không ạ? Dạ dạ, cảm ơn Giang Nhất Hà. Thì khi mà chỉ có cái trí tuệ minh sát à, sâu sắc thì nó mới đem đến cái quan niệm đúng đắn à, diệt trừ tất cả những cái sai lầm, những cái chấp thủ à. Thì muốn một cái vì hành giả muốn phát triển cái trạch pháp ấy, thì phải có bảy cái pháp sau đây mà chúng ta thực hành để mà chúng ta làm cho cái trạch pháp của mình ấy, càng ngày càng bén nhạy, hay là chúng ta dung bồi về cái trí tuệ của mình.
Cái pháp thứ nhất là học hỏi về những pháp có ý nghĩa thâm sâu, tìm hiểu về quẩn nè, xứ nè, rồi giới hay là quyền, ngũ căn ngũ quyền hôm hởm mình học rồi đó, rồi ngũ lực nè, rồi thất nhất chi, rồi bát chánh đạo, rồi cái gì hành giả thì phải thuần thục, tinh thông về những cái pháp thiền chỉ hoặc là thiền thiền tuệ, thiền minh sát. Cho nên là phải luôn luôn là chúng ta phải hiểu biết. Một cái vị hành giả, nếu mà chúng ta hành thiền, nếu mà thành thiền quán mà mình không nắm vững những cái pháp căn bản về danh về sắc đó, thì nó cũng khó. Chúng ta không biết về các cái trạng thái tâm nó như thế nào đó, thì mình cũng khó quan sát được các cái đối tượng. Cho nên đó, là chúng ta cần phải nỗ lực học hỏi qua những cái kinh sách hay là hoặc là di diệu pháp để nó trang bị cho chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta hiểu biết về những cái chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của sắc giới, hoặc là những cái phương pháp, những cái yếu tố để mà phát triển được cái thiền minh sát, thiền vipassana, để chúng ta quan sát các đối tượng khi nó sanh, khi nó diệt, thì mình phải nắm vững những cái điều đó. Rồi cái thứ hai đó là sạch sẽ trong các vật dụng cùng thân thể, tức là cái vị hành giả mà muốn phát triển cái trí tuệ của mình á, mà mình sống mà mình nhìn á, mình cái phòng ốc hay là cái trú xứ của vị đó đó mà mình thấy là nó bề bộn, mà rồi nó cáu bẩn, không có sạch sẽ đó, thì sao? Thì chính những cái mà nó lộn xộn đó, cái cảnh bên ngoài đó, thì nó làm cho cái tâm của mình cũng bị vậy ha. Rồi cái gì mà trang phục y phục mà nó không có trang nghiêm, không sạch sẽ, thì làm sao mà có cái sự phát triển được. Cho nên đó, là chúng ta mặc thì nó phải sạch sẽ, rồi những cái vật dụng trong phòng ốc thì mình phải sắp xếp cho nó có trật tự gọn gàng, rồi cái thân thể mình á, mình không quá chú trọng chải chuốt quá, nhưng mà mình cũng đừng có để cho nó quá dơ bẩn thì cũng không được. Cho nên là cái sạch sẽ của thân thể, rồi phòng ốc, cái nơi cái trú xứ của mình cho nó được tốt đẹp, thì như vậy đó cái sự tu tập, cái trí tuệ mình nó mới phát triển được. Rồi thứ ba là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta phải biết các dung bồi, các cái căn quyền cho nó được quân bình. Chúng ta phải quan sát, chúng ta biết cái nào là nó vượt trội quá thì chúng ta phải xả bớt, phải dùng cái pháp hành xả để đem cái căn đó nó trở lại là quân bình. Còn nếu mà những cái căn nào mà nó yếu, ví dụ như cái tuệ mà nó yếu, thì chúng ta phải đẩy mạnh lên,
dung bồi lên, à, hoặc là cái nó định, cái định mà nó quá mạnh, à, thì chúng ta phải giảm lại, à, tuệ thì phải nâng lên, à, các căn các quyền nó phải cân bằng với nhau. À, quý vị thấy rằng trong đời sống vậy, à, bốn cái vật chất tứ đại, à, cũng vậy, trong cái thân ngũ quẩn của mình á, mà nếu mà một chất nào mà nó vượt trội quá, à, thì nó không có ổn. À, ví dụ như bây giờ á, ví dụ bây giờ, à, mà cái chất lửa mà nó quá cao thì sao? Thì con người mình bị sốt, bị nóng. À, mà nếu mà đất, cái chất đất mà ở trong mình sử dụng những vật thực mà nó có cái tính chất đất nhiều quá thì sao? Cái thân mình nó nặng nè, nó trì trệ. À, cho nên đó là mình phải biết giữa cái bốn cái vật chất này á, mình phải quân bình á. À, khi mà mình lỡ mà mình cảm nắng hay gì nó bị sốt cao đó thì sao? Chúng ta dùng những cái thuốc để mà hạ sốt, à, hạ sốt làm cho nó giảm, tức là cái chất lửa đó nó ổn nó lại. À, thì trong đời sống cái gì cũng thấy, à, nếu mà không có gió đó, thì nó cũng khó chịu không? À, nhưng mà gió vừa phải thôi, gió thì nó đem đến cái mát mẻ. À, nhưng mà nếu mà gió mà quá mạnh thì trở thành gì? Phong ba bão tố, à, thì cũng nguy hại. Không, hỏng mưa đó, khô hạn này cũng khổ. Nhưng mà mưa mà quá nhiều đó, thì sao? Nó trở thành lũ lụt đó. Cho nên là cái khi mà cái vị hành giả chúng ta mà thực hành đó, chúng ta cũng phải biết, à, giữa năm cái căn, à, tính, tấn, niệm, định và tuệ, à, chúng ta phải biết cách để quân bình. À, ví dụ như cái vị hành giả khi mà đi kinh hành nhiều quá, à, là cái lúc đó cái tinh tấn nó quá mạnh, à, cho nên á là trước khi mà chúng ta vào tọa thiền, à, sau khi mà mình kinh hành rồi đó, mình dành khoảng vài ba phút mình ngồi mình nghỉ, à, mình nghỉ một chút để cho gì, cái tinh tấn nó giảm lại. À, còn nếu không á, mà khi mà mình đi kinh hành khoảng 45 phút, một tiếng đồng hồ á, khi mà mình vào mình ngồi thiền liền á, thì khoảng chừng 5-10 phút đầu đó, làm gì cái tinh tấn nó quá mạnh, cho nên á dễ sanh ra những cái phóng tâm. À, đó. Rồi nếu mà mình ngồi thiền gần cuối giờ đó, gần cuối giờ sao, thì cái lúc đó cái tinh tấn nó lùi sụt rồi. À, thì sao, mình phải đẩy cái tinh tấn nó mạnh lên. À, chứ nếu mà mình không có nỗ lực mình tinh tấn niệm mạnh mẽ đó, thì sao, à, dễ phát sinh cái hôn trầm thị miên đó. Cho nên á là cái quân bình các căn này nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, mà đòi hỏi cái vị hành giả phải có sự hiểu biết, phải có trí tuệ. À, cho nên á là cái chuyện mà để mà quân bình các căn nó là một cái nghệ thuật, à, một cái nghệ thuật trong cái vấn đề mà, à, pháp hành của mình. Thì cái này đó tự mỗi người phải biết thôi, chứ còn mà nếu mà giảng chia sẻ thì chỉ những cái kinh nghiệm, à, à, trong trong cái pháp hành của cái vị đó thôi, chứ còn mà quý vị không có làm sao mà theo cái sự chỉ dẫn nó được. Cho nên á là chúng ta phải có sự quan sát, phải biết, à, ngay trong cái giây phút mà mình thực hành, à, để mà chúng ta có điều kiện để mà chúng ta quân bình các căn để cho nó được, à, ổn định với nhau đó. Thì nếu mà, à, vị hành giả mà thực hành các cái thiền tuệ, thiền quán, minh sát, à, thì phải biết chúng ta thực hành
cân bằng năm cái quyền. Cái niệm quyền á, thì luôn luôn là phải có mặt và vững vàng, mọi lúc để luôn luôn có cái niệm mạnh mẽ để cần phòng ghi nhận tất cả những cái đối tượng nó đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại. Thì khi mà cái niệm mạnh á, thì sẽ đi chung với cái tấn quyền, thì cái tâm nó sẽ, cái niệm nó càng vững vàng, không có giải đãi, mà cũng không có sự phóng dật. Cho nên là lúc đó cái niệm nó an trú vững vàng trên các cái đối tượng. Rồi luôn luôn là chúng ta phải biết để mà cân bằng. Hay là trong kinh Đức Phật cũng lấy cái hình ảnh mà cái người mà điều khiển cái chiếc xe, cái người mà đánh xe đó, thì cũng vậy. Khi mà những cái con ngựa đó mà nó kéo xe, nếu mà để một cái con ngựa nào mà nó trội hơn, thì cái xe nó sẽ không chạy đúng theo cái ý muốn của cái người đánh xe. Cho nên cái người đánh xe đó phải quan sát những cái con ngựa đó, rồi con nào mà nó vượt trội quá thì mình phải kìm nó trở lại. Còn những con nào mà nó lùi sụp quá đó thì mình phải thúc nó, mình thúc nó để cho nó tiến bộ, nó chạy nhanh bằng với cái con bên kia. Cho nên là lúc đó thì cái xe nó mới chạy thẳng theo cái ý muốn của cái người đánh xe. Do đó cái vị hành giả phải thân thục, phải có kinh nghiệm để mà cân bằng. Chứ còn cái này thì không có thể mà nói theo một cái công thức định đặt như vậy. Cho nên là đòi hỏi cái vị hành giả phải có sự quan sát, có kinh nghiệm, có hiểu biết để mà chúng ta có thể cân bằng các cái căn quyền của mình. Đó. Thì giống như một cái người diễn viên á, quý vị thấy những cái người diễn viên họ đi, họ làm xiếc đi trên các cái sợi dây đó, cũng vậy. Cái công thức là phải giữ cân bằng, giữ cái trạng thái của thân cân bằng, quân bình ở trên sợi dây. Nhưng mà đó, mỗi người diễn viên khi mà họ đi trên sợi dây đó thì họ có kinh nghiệm riêng. Mỗi người sẽ giữ thăng bằng của mình một cách riêng. Cho nên đó, là chúng ta phải dựa vào cái kinh nghiệm, cái sự tu tập của mình để mà quân bình các căn cho được tốt đẹp. Rồi cái thứ tư là tránh xa, không có giao du với những người mà sống một cái đời sống buông lung, thiếu trí tuệ. Tức là khi mà chúng ta gần gũi những cái người mà họ sống cái đời sống mà phóng dật, rồi buông lung, mà thiếu trí tuệ đó, tại sao? Họ lôi cuốn mình hàng ngày và bàn bạc, nói chuyện những cái chuyện thời sự rồi này kia nọ đó, nó không có đem đến cái lợi ích, nó không có giúp cho cái sự tu tập của chúng ta nó tăng trưởng. Họ sống, họ buông lung theo cái thế tình, rồi những cái chạy theo những cái sắc thinh vị xúc vậy đó, đó, rồi bàn bạc những cái chuyện không có đem đến cái lợi ích của cái sự tu tập, không đem đến cái giảm thiểu những cái tham muốn, không có phát triển được những cái thiện pháp. Cho nên đối với những cái người này đó thì chúng ta không nên gần gũi, không nên thân cận, rồi tránh xa những cái người này, những cái bàn bạc thời sự rồi này kia nọ, nó vô bổ. Cho nên là
trong khi mà mình hành thiền, trong khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta giảm bớt cái sự tiếp xúc đối với những cái người mà không có sự tu tập, để tránh đi cái tâm mình cũng bị lôi cuốn mà buông lung, chạy theo cái trần cảnh bên ngoài. Rồi cái thứ năm là phải thân cận với người có trí tuệ, những người mà có cái niệm, cái tuệ tốt, những cái người mà đang thực hành thiền định, thiền tuệ, chúng ta phải gần gũi với những cái vị này, để chúng ta trao đổi, học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái điều tốt đẹp. Chứ không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang. Mà thấy màn hình nó đứng im quá, không biết là âm thanh nó còn rõ không? Dạ. Thì khi mà chúng ta gần gũi với những cái người mà họ cũng có trí tuệ, có sự chánh niệm tốt đẹp đó, thì nhờ đó mà cũng là một cái sự hỗ trợ, không? Khi mà mình thấy người này họ giữ cái chánh niệm miên mật, thì mình cũng không dám, mình có muốn nói chuyện với người ta mình cũng không dám nói. Rồi sao mình thấy cái gương người ta giữ chánh niệm miên mật tốt đẹp như vậy đó, thì sao mình cũng phải ráng cố gắng nỗ lực để mà mình thực hành. Cho nên á, từ đó mà cái sự tu tập của mình á, nó tốt đẹp hơn. Rồi khi mà cái người mà có sự thực hành như vậy đó, họ có những cái kinh nghiệm, có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì nếu mà chúng ta có những cái trở ngại hay là những cái gì đó, chúng ta có thể trao đổi, học hỏi những cái kinh nghiệm đó, thì để cái sự tu tập của mình nó được tiến bộ hơn trong cái pháp hành của mình. Thì cái điều thứ sáu là gì? Thứ sáu là quán sát đúng đắn các pháp thâm sâu. Thì khi một cái đối tượng mà sanh khởi đó, thì chúng ta phải quán sát nó một cách thâm sâu, tức là hay là người ta còn dùng cái danh từ gọi là xuyên thấu. Ví dụ á, bây giờ cái cơn đau nó khởi lên, cái đau nó khởi lên, nhưng mà nó mình phải quan sát cái đau nó ở cái vị trí nào, nó không phải là một khối. Ví dụ như bây giờ nói cái chân nó đau, nhưng mà đâu phải là nguyên cả cái chân nó đau, nó đau ở chỗ nào, cái phần trên, hay là đau cái ngay cái đầu gối, hay là đau cái phần dưới, hay là đau ở bàn chân nha. Đó, mình phải quan sát cái đúng cái vị trí của cái đau nó diễn ra. Cho nên chứ mình nói bây giờ đau quá là mình chỉ thấy nhìn nó mà mình không có nhìn đúng mà xuyên thấu cái đó, đau ở chỗ nào, đau ngay đầu gối, mà nó đau ở trong gân, hay là trong xương, hay là trong tủy gì đó chẳng hạn. Đó, mình nhìn cặn kẽ đó. Rồi sao mình mới nhìn thấy rằng mình cái đau này đó nó chỉ diễn ra ở trong cái phần sắc quẩn, chứ không có tôi đau, không có cái tôi nào phía sau cái đau này hết. Các cái cảm thọ đau đớn nó chỉ là đau đớn. Mình phải nhìn mình xuyên qua cái chế định ở bên ngoài, chứ không phải cái nguyên cả cái chân nó đau, mà nó đau chỉ cái vị trí ở ngay chỗ đó. Có thể là nó đau ở trong xương, đau ở trong cái bắp thịt, hay là hoặc đau ở cái gân gì đó. Đó, mình phải nhìn thấu đáo, chứ không có nên nhìn một cách cạn cợt. Đó, thành ra nó có nhiều danh từ,
nhìn phải xuyên thấu, nhìn thấu đáo, nhìn đúng ngay cái vị trí cái đau nó đang diễn ra. Rồi mình quan sát nè, cái đau đó không phải là nó cứ một mực như vậy. Nó sao? Nó tăng rồi nó giảm. Có khi cái đau nó tăng lên đến cái tột cùng, nhưng mà rồi từ cái tột cùng này nó từ từ nó giảm xuống. Rồi nó giảm xuống, không phải ấy, có những lúc nó giảm xuống nó mất đi, nhưng mà không phải, có nhiều lúc nó giảm xuống rồi hồi rồi nó tăng trở lại. Thì tùy theo mình quan sát nó, nó tăng mình biết nó tăng, nó giảm biết nó giảm. Mà nếu mà nó diệt mất thì mình cũng biết, còn hoặc là nó tăng rồi nó giảm rồi nó tăng trở lại, mình cũng quan sát nó để mình thấy sao nó cũng thay đổi, hay là hoặc là nó từ cái vị trí này nó có thể nó di chuyển qua cái vị trí khác, chứ không phải nó nằm chết một chỗ. Cho nên á, chúng ta nhìn tường tận cặn kẽ rõ ràng, xuyên thấu cái, chứ mình không có nhìn cạn cợt ở trên mặt đó. Ví dụ ban đầu á thì mình niệm thở vô thở ra thông sọp nhưng mà khi mà mình thẩm sát cái hơi thở cũng vậy, mình phải nhìn một cách xuyên thấu về cái hơi thở là sao, nó chuyển động như thế nào, cái chuyển động này nó diễn trình nó ra từng giai đoạn như thế nào, nó sanh như thế nào, rồi nó kéo dài như thế nào, rồi nó diệt như thế nào, chấm dứt. Chứ không phải mình ngồi đó mình cứ niệm thở vô thở ra, thở vô thở ra, mình cứ niệm như vậy thì cái trí tuệ nó không có phát sanh, mà mình phải đi sâu vô, xuyên thấu vô, mình nhìn vô cái chuyển động nó sanh nó diệt, nó kéo dài như thế nào thế nào đó, mình phải thấy một cách tường tận rõ ràng, như vậy đó thì mình mới phát triển được cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm minh sát của mình. Mà nhờ có cái nhìn xuyên thấu này nè, thẩm sát một cách rõ ràng tường tận, thì như vậy đó cái trí tuệ mình càng ngày nó càng sắc bén. Còn mình cứ niệm một cách cạn cợt hời hợt thì chúng ta sẽ không có phát triển, trí tuệ chúng ta nó không có nhạy bén. Rồi cái điều cuối cùng là gì? Cái điều thứ bảy là chú tâm về trạch pháp, tức là hướng tâm quán sát rõ ràng về nhân quả. Mình biết bây giờ khi mà chúng ta quán sát về cái hơi thở nha, khi mà quý vị bắt đầu vào ngồi, mình ngồi yên lặng đó, ngồi yên lặng đó rồi bắt đầu mình quan sát nè, thì bắt đầu sao, bắt đầu có một cái tác ý muốn thở vô, thì bắt đầu cái chuyển động á nó mới bắt đầu nó mới xong. Cho nên á là cái trí tuệ mình phải quan sát nè, chính cái tác ý nó là nhân, rồi cái chuyển động nó là quả, rồi cái chuyển động này nó diệt, nó chấm dứt, nó là quả rồi nó mới trở thành nhân. Trở thành nhân á, nó mới có cái tác ý, rồi cái chuyển động tiếp tục nó mới diễn ra. Mình thì mình thấy nha, nhân đưa đến quả, rồi quả trở thành nhân, nhân tạo ra quả kế tiếp. Cứ như vậy nó sanh. Cái tác ý nó khi mà cái tác ý mà nó sanh á là nó là nhân, rồi nó diệt thì bắt đầu á cái chuyển động nó sanh, chuyển động nó sanh xong nó diệt, nó trở thành nhân để cho cái tác ý kế tiếp sanh khởi. Rồi cái tác ý này đó nó nhân, nó sanh lên rồi nó diệt bắt đầu nó mới tạo những cái chuyển động kế tiếp
Thì khi mà chúng ta mà quan sát với cái trí tuệ như vậy đó, giống như hồi nãy mình nói là thâm sâu đó, xuyên thấu đó, rồi mình thấy được nó sanh nó diệt theo cái định luật nhân duyên, rồi sanh diệt theo cái định luật của tam tướng. Từ đó, đó chúng ta thấy rằng đó, tất cả là gì? Tất cả các pháp nó đều diễn biến theo cái quy luật tự nhiên của nó. Nhân nhân quả rồi sao, luôn luôn là thay đổi, biến chuyển vô thường, rồi gì, khổ đau bực bách, không có một cái nào là đáng để cho chúng ta bám níu, rồi chúng ta không điều khiển gì được nó hết, chúng ta không có chỉ huy, không có bắt buộc nó theo cái ý mình được, mình không điều khiển gì được hết, nó theo cái quy luật tự nhiên của nó mà thôi. Thì từ đó chúng ta thấy rằng gì, tất cả nó sanh rồi nó diệt. Cái thân ngũ quẩn này cũng vậy, danh cũng vậy mà sắc cũng vậy. Cái danh nó quan sát cái hơi thở vô, khi mà hơi thở vô diệt thì cái niệm mà nó theo dõi cái hơi thở vô đó, phần danh đó, nó cũng diệt theo. Rồi bắt đầu hơi thở ra, hơi thở ra cái chuyển động của sắc nó diễn ra, cái danh nó theo dõi cái quan sát ghi nhận cái niệm của cái hơi thở ra này đó. Khi mà hơi thở ra diệt, cái sắc diệt, thì cái danh quan sát nó cũng diệt. Và bắt đầu hơi thở vô thì cái sắc nó mới, mà cái danh ghi nhận quan sát nó cũng là mới. Đó, cho nên á, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Chứ không có bao giờ mà mãi mãi cái sắc hay là cái danh gì nó trường tồn vĩnh cửu. Từ đó mà chúng ta thấy rằng cái thân ngũ quẩn này nó là như vậy, luôn luôn nó sanh nó diệt, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn là bức bách khổ não, và chúng ta không điều khiển gì được nó hết. Từ đó mà chúng ta thoát ra những cái mê lầm tà kiến, chấp thủ, thì chúng ta sẽ có được những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm đạt được để thoát khỏi ra, đoạn trừ tất cả những cái phiền não từ thấp đến cao, thì chúng ta sẽ đạt đến những cái tầng thánh hữu học cho đến tầng thánh vô lậu. Thì đây là một cái công trình, đây là một cái công trình phải nỗ lực thực hành, phải tu tập, và sao mỗi người phải có trí tuệ để mà mình biết nó là một cái nghệ thuật. Lúc nào thì phải tăng lên, lúc nào phải giảm xuống, để mà giữ cho nó quân bình, an ổn, thì lúc đó đó cái trí tuệ, cái nỗ lực, chúng ta đạt được những kết quả tốt đẹp. Thì qua cái phần thứ hai, tức là thẩm sát, thì cũng hay là trạch pháp, trạch pháp thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài cái hiểu biết. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và cũng kính chúc tất cả quý tu nữ và quý phật tử có thêm được những cái hiểu biết để áp dụng vào cái pháp hành, để đem đến lợi ích và những cái kinh nghiệm quý báu. Cầu mong tất cả quý vị có sự tiến bộ trong pháp hành, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng
thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamma, Nam mô Sangkhaya. Dạ, con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay về trạch pháp ạ. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, sư chỉ dạy rất là chi tiết. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Không biết là Huynh Thính Pháp có câu hỏi không? Tuần trước Huynh Thính Pháp có câu hỏi rất là hay. Mời anh Huynh Thính Pháp, là mời Huynh Giang, mời chị Kim Nhung, mời anh Mỹ, mời Nguyên Như. Dạ, con kính mời đạo tràng. Ồ, sa thú, con đã thấy bàn tay của anh Mỹ. Dạ, Nguyên Trang kính mời anh Mỹ ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính lễ Bằng Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư, khi mà hành giả mà bị vướng mắc vào cái thọ lạc á sư, nhưng mà hành giả ngồi mà cái thân của họ yên quá, cái họ đưa cái tâm của họ trụ vào cái thọ lạc đó lâu ngày, cái làm họ mê trong cái thọ lạc đó mà họ không biết hết sự, vậy làm sao mà mình có thể mà mình hành như thế nào mà nếu mà kéo cái tâm của mình ra khỏi cái thọ lạc, đừng có bị dính mắc nữa sư. Dạ, kính chân sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sàng Ca giá. Bất cứ một cái pháp nào á, nó sanh rồi nó cũng thay đổi. Sự thật ra đó, cái thọ lạc nó cũng vậy. Nếu mà chúng ta quan sát thẩm nghiệm hay là trạch pháp một cách cặn kẽ tường tận á, thì mình thấy nè, cái thọ lạc này nó không phải là nó một mức hoài, nó cũng tăng, nó cũng giảm, nó cũng thay đổi, chứ nó không phải là ở một cái mức độ hoài. Thì mình cũng thấy để rồi mình thấy là cái này nó cũng không phải là thường hằng. Tại vì có đôi lúc do cái tâm mình chấp thủ, do mình tưởng ra cái thọ lạc này nó là một cái sự an lạc bền vững, rồi mình bám níu, mình dính mắc vô. Chính vì cái đó nó là gọi là cái gì, nó cũng là cái pháp chướng ngại, nó là cái chướng ngại trên cái sự tu tập của vị hành giả. Thì có rất là nhiều. Khi mà sư ở bên trường thiền, ở bên Miến Điện á, quý vị biết không, có những người ngoại quốc họ qua họ hành, thì khi mà họ được cái trạng thái mà quân bình an lạc rồi đó, cái bắt đầu họ dính mắc ở đó, họ không chịu quan sát nó thay đổi, nó sanh nó diệt gì hết. Tại sao biết không? Họ nói trời ơi, hồi đó khổ lắm, hồi đó là tôi phải sử dụng những cái chất mà gây nghiện, xì ke ma tí rồi đó, để tôi được cái trạng thái này. Còn bây giờ tôi hành cái bắt đầu nó được cái trạng thái đó rồi, giống như là họ đang phê ma túy vậy đó. Cho nên là
họ bỏ, họ đi về, họ không hành nữa, à, thôi. Thành ra đó, nó là cái gì? Nó là cái chướng ngại. À, giống như như hôm hổm sư nói với quý vị đó, tức là mình đi đi ở trên sa mạc, đi ngoài nắng nóng bức quá, ha, cái bắt đầu cái sự khổ não của cái nhiệt não của sức nóng của mặt trời, cái hơi nóng của ở ngoài thiên nhiên, cái bây giờ mình vô được một cái ốc đảo nào đó, à, nó có bóng mát, à, nó có ao nước, rồi cái bắt đầu cái mình uống nước, mình tắm mát, à, có cái bóng mát, rồi cái mình hay là có cái một cái cốc liêu nhỏ nhỏ nào đó để mình nằm mình nghỉ, à, bắt đầu chấp thủ vô thôi, nãy giờ đi ngoài đường nóng quá, bây giờ vô đây vậy là quá đã, vô đây là phê rồi, à, thành ra mình bám níu vô đó thì chắc mình chỉ ở lại mãi mãi cái ốc đảo đó thôi, à, chẳng qua nó là một cái trạng thái của pháp mà thôi, à, nó cũng mình quan sát sâu sát, à, xuyên thấu nó, thẩm nghiệm với trí tuệ để mình thấy rằng á, cảm thọ lạc, cái an lạc, cái hạnh phúc của thân, cái an lạc hạnh phúc của tâm, nó cũng tăng cũng giảm, cũng thay đổi, à, cũng sanh cũng diệt, à, chứ không phải nó là trường cũ. Tại vì á, tại vì cái tham mình sanh khởi, rồi bắt đầu mình bám níu, mình tưởng tượng ra, à, rồi mình chấp thủ, mình dính mắc đó. Chứ còn nếu mà chúng ta quan sát cặn kẽ, à, xuyên thấu thẩm nghiệm một cách tường tận mẻ rõ ràng, chúng ta thấy rằng thì tất cả nó là vậy, thấy không? À, bây giờ mình ngồi mới ngồi á thì nó an lạc, à, nó hạnh phúc nhờ cái định nó sanh khởi, các cái trạng thái lạc nó phát sanh vậy đó. Nhưng mà sao một hồi nó cũng thay đổi chứ nó không phải hoài hoài, à, đó, để mình thấy được rồi mình không bám níu, à, mình chấp nhận bất cứ đối tượng nào, à, bây giờ an lạc hay là khổ đau, à, an lạc nó đến mình cũng quan sát, mà khổ đau nó đến, đau tê nhức gì đó nó đến mình cũng quan sát một cách cặn kẽ, à, chứ không phải an lạc nó đến cái mình bám níu theo nó, à, mình phê quá là thôi, không cần biết cái đấy. Còn hả mà cái đau tê nhức, à, đến cái bắt đầu mình bực bội, mình rực rãi, mình không chịu, mình không quan sát, à, thành ra đó, đó là những cái chướng ngại ở trên bước đường tu tập. Thành ra đó, Ngài Hòa Thượng Ngài nói là không có đối tượng nào là tốt, à, mà mình cứ so sánh, à, bữa nay ngồi đã quá, vô ngồi nó phê luôn, à, thấy không? Là mình nói bữa nay á, bữa nay thời thiền này tốt quá, vô ngồi nó êm ru, à, nó phê luôn là tốt. Còn trời ơi, bữa nay thời thiền thì ngồi gì nó mới đau, ngồi mới vô ngồi chừng 15-20 phút cái nó đau quá trời đau, à, mới vô ngồi 5-10 phút cái bắt đầu nó phóng tâm, à, rồi này kia nó tùm lum la, thời thiền này nó xấu quá. Thật sự ra Hòa Thượng nói sao, không có đối tượng nào là tốt, đối tượng nào là xấu, à, nhưng mà sao? Do cái tưởng, do cái tâm mình nó so sánh, nó phân biệt, à, ngồi mà thọ lạc nó sinh khởi mới là tốt, à, còn khổ đau đê tê nhất thọ khổ nó sinh khởi là xấu, à, à, ngồi mà tâm định á, yên lặng á, mới là tốt, còn cái phóng tâm á, là xấu, à, Ngài dạy sao không? Bây giờ tất cả đối tượng sanh khởi, tất cả đối tượng mình phải quan sát, suy xét cách tường tận, à, chứ không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào là xấu, à, tại vì mình suy diễn, rồi mình so sánh, à, rồi mình xong, mình dính mắt, rồi cái tưởng mình nó vẽ vời ra, à,
Thành ra lúc đó là cái đó là những cái chướng ngại trên bước đường tu tập mà vị hành giả phải biết, phải nhận thức để mà vượt ra. À, chứ còn nếu mà mình dính mắc, thôi bây giờ tôi được cái trạng thái an lạc vậy là tốt quá rồi, thôi tôi không cần gì nữa hết, thì sao mình bị trở ngại, dính mắc vô đó rồi mình ngừng nghỉ đứng ở ngay chỗ đó thôi, không có sự tiến bộ. Cho nên đó là chúng ta phải có trí tuệ, phải có hiểu biết, quan sát cái cảm thọ, dù là cảm thọ lạc đi chăng nữa ha, thì nó cũng sao, nó cũng sanh diệt, nó thay đổi, và tất cả các đối tượng, không có đối tượng nào là bền vững trường cũ, để đáng để cho mình bám níu dính mắc. Mình phải quan sát để mình thấy được cái sự sanh, sự diệt, sự biến chuyển, sự thay đổi của tất cả đối tượng, của an lạc, hạnh phúc hay là của khổ đau, mình đều quan sát để mình thấy được cái tính chất chung của tất cả đối tượng. Và xin chia sẻ với chú Cần Sĩ Nam, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho anh Mỹ ạ. Dạ con cũng thấy anh Mỹ đã kính tri ân sư. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của Tịnh Tâm ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Dạ kính sư, hồi nãy con nghe sư giảng tới cái phần mà trạch pháp giáng chi mà về cái phần nguyên nhân phụ đó, thì lúc đó cái bên đây của con cái wifi nó cứ bị rớt lên rớt xuống, thành ra con không có nghe được rõ. Thì con chỉ nghe sư nói là con hiểu được là sư nói là phải thân cận những người trí và phải tránh xa những người thiếu trí. Nhưng mà cái điều mà con không có nghe rõ mà con không hiểu là tại sao mình phải giữ sạch sẽ thân thể, y phục và chú sứ là như thế nào, và nó có tác dụng trong cái việc hành thiền như thế nào. Dạ con kính sư giảng rộng cho con thêm hiểu thêm ạ. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì nguyên nhân mà tại sao mà mình phải gìn giữ cái phần mà sạch sẽ thân thể rồi cái chỗ trú ngụ của mình, thì quý vị biết không, cái biểu hiện bên ngoài nó là cái tướng, cái tướng của cái tâm của mình. Mình muốn sửa cho cái tâm của mình nó được có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, thì sao mình phải sửa từ cái bên ngoài. Bây giờ nhà cửa mình phải sắp đặt ngăn nắp gọn gàng, rồi phải quét đồ nó sạch sẽ. Đó là cái biểu hiện của cái người mà sống có nề nếp, có trật tự, có tốt đẹp, thấy không? Còn cái người mà hồi đó sư đi học thì ở bước vô cổng trường á là có cái câu rồi, có vẽ cái câu là nhìn trang phục biết tư cách. Cho nên hồi đó mấy ông giám thị là luôn luôn ông đứng trước cổng trường. Hồi đó sư đi học là phải mang giày ba ta trắng, rồi phải có dây nịch nè, quần tây xanh, áo sơ mi trắng, có dây nịch, rồi trên trên á
trên cái túi áo là phải có cái phù hiệu. À, rồi tóc tai phải cắt ngắn đàng hoàng. À, đầu tóc bồm sờm là ông giám thị ông đuổi ra. À, thiếu dây nịt là đuổi ra. À, mang không mang giày mà mang dép mà đi học à, đủ ra đó. Đó cho nên đó là cái gì, khi mà cái biểu hiện ở bên ngoài mình á mà không có gọn gàng lộn thộm, không có sạch sẽ thì sao, thì ở trong cái nội tâm mình á nó cũng đầy rẫy những cái phiền não. À, thì khi mà một cái vật mà nó bị bám níu bên ngoài, những cái vật mà cáu bẩn à, thì làm sao ở trong nó có thể ăn ổn sáng suốt. À, cho nên á à, ta phải sửa từ trong tâm à, cho đến bên ngoài. À, khi mà chúng ta làm việc chúng ta phải có chánh niệm. À, mình để cái này ở ngay chỗ đây. À, để cái dao, để cái kéo, để cái gì đó, vật dụng gì đó mình để sắp xếp cho nó ngăn nắp gọn gàng đó. À, cái biểu hiện ở trong nội tâm mà ở bên ngoài mình cũng phải có, để chi khi mình cần là mình lợi đó mình lấy. Còn mình sống mà buông thùa à, không có chánh niệm ấy, đụng đâu mình quăng đó, rồi tới chừng mà cần thì mình chạy đi kiếm, trời ơi, không biết cái mắt kiến tôi nãy giờ để đâu, không biết để đâu, chạy kiếm tùm lum. À, cho nên á là cái điều kiện, cái chỗ của mình, cái ở, chỗ ở, cái trú xứ, cái phòng ốc, cái nhà của mình á là mình phải dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ trước. À, chứ còn mà bây giờ á mình tu thiền mà mình nhìn quá, nhìn lại mà thấy gì đâu mà nó lộn xộn quá thì sao? Cái chánh niệm mình nó cũng không có được an ổn á. Rồi sao? Cái tâm bực bội gì đó mà để đồ đạc như nó ấy tùm lum tà la, chật chội không có ấy đó. Thành ra làm sao mà cái tâm mình á, cái trí tuệ mình nó có sự nỗ lực tinh tấn được. Cho nên á là từ bên trong à, cái nội tâm mình phải có quân bình, chánh niệm đầy đủ. Rồi bên ngoài á là mình phải sắp xếp ngăn nắp à, sạch sẽ à, trang phục của mình. Quý vị thấy rằng á, vô trường thiền á, thì những cái người thiền sinh á, như ở Thái Lan à, những cái vị hành giả mà vô trường thiền á, là bận chỉ một bộ đồ màu trắng đơn giản thôi à, nhưng mà nó sạch sẽ. Rồi phòng ốc thì cũng vậy, ai cũng như ai. À, phải à, cái thai à, coi một ngày mình dành cái thời gian ra à, về quét dọn phòng ốc à, còn mấy vị sư á là sao, sáng đi bát về xong là bắt đầu à, dọn dẹp quét cốc à, phòng của mình à, giặt y giặt áo đó xong rồi bắt đầu lên trường thiền à, đi kinh hành đó. Thành ra đó khi mà cái phòng ốc của mình á nó sạch sẽ gọn gàng à, làm cái tâm mình á nó cũng an ổn á, thì cái sự tu tập mình mới có sự tiến bộ nha. Cái phòng của mình vậy không có để mà nó ánh nắng mà nó rọi vô quá, nó sáng quá nó chói mắt à, thì mình khi mà mình thực hành, mình ngồi mình hành thiền á nó cũng khó chịu à ha. Mà nó tối quá, nó tối thui tối mù á thì sao, vô ngồi hồi cái hôn trầm nó muốn nằm xuống nó ngủ đó. Cho nên á là phòng ốc mình giữ không có sáng quá à, sáng chói quá thì cũng được mà tối thui cũng không được à, vừa ánh sáng nó vừa phải à. Rồi à, đồ đạc phải ngăn nắp à, thì cái này nó có biểu hiện từ bên ngoài à. Rồi ở trong nội tâm mình thì cái niệm tệ mình cũng phải quân bình à, thì như vậy từ cái biểu hiện bên ngoài thì sẽ à, thấy được cái nội tâm à, mà cái nội tâm là nó được quân bình an ổn à,
thì cái trí tuệ nó mới sanh khởi. À, đó, thành ra đó là cái này là cái chung để chúng ta hãy, chứ không phải nói thôi bây giờ tôi tu thiền kể giờ phòng ốc gì không quan tâm, đồ đạc quăng bỏ bừa bộn, rồi là sống không có ngăn nắp, không có trật tự, không có ấy, thì cái tâm của mình cũng vậy. Những cái pháp nào mà đáng lẽ là mình phải tạo điều kiện cho nó sanh khởi, để nó là nhân, nó là căn bản, để nó nâng đỡ các cái pháp khác sanh. Mình không biết cái cần phải có trước thì mình để có sau, cái mà ở sau thì mình đưa ra tới trước, làm sao cái pháp hành mình nó có tiến bộ được. Nó phải có cái quy luật của nó. Những cái pháp nào là căn bản, những cái pháp nào gọi là quý vị học trong 24 nhân duyên á, nó là pháp tiền sanh duyên, nó phải đi trước để nó nâng đỡ những cái pháp sau. Nó là pháp trưởng, khi nó có mặt rồi đó nó mới nâng đỡ lâu cuốn những cái pháp kế tiếp. Mình không có theo quy luật đó, mình làm hành bộn bừa bộn lộn xộn tùm lum la thì làm sao cái pháp hành mình nó được tiến bộ đó. Cho nên á là chúng ta phải thực hành từ bên ngoài đến bên trong, bên trong rồi bên ngoài, nó đồng nhất với nhau, thì như vậy cái sự tu tập của mình nó mới được tiến bộ. Và xin giải thích cái thắc mắc của Tịnh Tâm, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đảnh lễ sư Tịnh Tâm, sư Pháp Thân, quý bà cô tu đệ cô toàn thể đạo tràng. Dạ, tại vì thời gian không còn bao nhiêu cho nên con đi thẳng vào cái câu hỏi cho nó, cho nên mang ngắn gọn đến sư. Thông thường thì tụi con nghe rằng giới định tuệ là ba cái điều kiện căn bản để cho cái trí tuệ phát sanh, nó gồm giới định tuệ. Như vậy thưa sư, thì trên phương diện mà lập niệm hành thiền đó, thì cái giới nó hỗ trợ như thế nào để cho một hành giả có được cái trí tuệ phát sanh thưa sư? Tức là phải giữ giới như thế nào, phải nghiêm túc thì giữ giới trong thời gian dài, hay là chỉ trong cái ngày nào mà hành thiền mới giữ giới? Ý con hỏi là bây giờ cái giới nó hỗ trợ và nó làm tài bồi, nó làm vun dồi thêm cho cái định lực phát sinh như thế nào. Xin giảng rõ dùm vấn đề này cho chúng con. Dạ, nhận một phần. Dạ. Mô Bích Tha. Dạ, không biết là Huynh Thính Pháp có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ, anh Huynh Thính Pháp ơi, cái âm thanh của anh rất là nhỏ, ở đạo tràng không nghe được. Nên mời anh Huynh Thính Pháp lên cầm mic nói lại nha, và anh mở cái âm thanh lớn lên chút xíu nha. Please, ok, xa thú ha. Nguyên Trang kính mời anh à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Không biết quý vị có nghe được không ạ? Dạ, dạ, con thời gian không còn mà bao lâu lắm, cho nên cho con hỏi thẳng vấn đề thưa sư. Như vậy thưa sư, cái vấn đề mà hành thiền lập niệm đó sư, cái giới này, giới luật, cái giới đó sư, con người cư sĩ hay là tu sĩ đó, nó hỗ trợ như thế nào trên phương diện mà lập niệm hành thiền thưa sư? Chẳng hạn như hôm nay là con, tối nay con hành thiền đó, như vậy thì cần phải tạo giữ giới là liên tục và miên mật trong những ngày tháng trước đó, hay chỉ cần giữ giới ngày hôm nay? Cho nên sư có thể giảng rõ vấn đề này cho chúng con được không ạ? Dạ, một phần. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, theo như con nghe đó, tại vì cái âm thanh của Huynh Thính Pháp hôm nay, Huynh rất là nhỏ, theo như con nghe đó, thì pháp hội cũng như khi mà mình hành thiền nói về cái giới đó thì mình phải như thế nào, cũng như trước khi mình hành thiền, đúng không ạ? À? Không biết Nguyên Trang nghe như vậy có đúng chính xác không ạ? À? Tại vì cái âm thanh của anh quá nhỏ đi nên Nguyên Trang chỉ nghe được như vậy. Dạ, nếu mà Nguyên Trang có sai thì không biết là đạo tràng. Dạ đúng rồi, rồi dạ con kính thỉnh sư
sư có thể giảng dạy là cái giới nó quan trọng như thế nào trong khi mình cho cái việc mình hành thiền đó sư? Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Dạ, không biết là tại vì âm thanh của quý vị nhỏ là bây giờ cái tai sư nó yếu dần rồi, mà sư nghe cái âm thanh nó rất là nhỏ, có nhiều lúc là sư phải kệ cái máy sát cái lỗ tai mà không nghe được nữa. Đó. Thành ra chắc có lẽ là chắc phải mua cái máy cái máy để trợ thính với cái thắc mắc của huynh thính pháp á, thì nó như vậy. Thì cái giới là chúng ta phải thực hành trước. Giới năng sanh định, thì khi mà chúng ta thực hành cái giới rồi đó, gìn giữ cái giới, ví dụ như bây giờ cái người cư sĩ là chúng ta phải gìn giữ năm giới, năm giới cho nó được trọn vẹn tốt đẹp rồi, rồi mình phải phát triển lên tám giới, bát quan trai giới, thì cái giới này mình phải gìn giữ trước, mình phải gìn giữ trước để chi? Tại vì khi mà mình không có gìn giữ những cái giới đó, thì khi mà mình vô mình ngồi thiền, cái tâm mình nó không có an ổn, nó cứ trạo hối hoài những cái lỗi lầm của mình, thành ra làm sao mà nó trạo hối vậy đó, thì làm cho mình cái tâm mình nó không có được an ổn, nó cứ bị chao động hoài, giống như mà mình trồng cái cây suốt mà bị không có chống chọi rồi cho nó vững vàng, cái cây nó bị nghiêng ngã thì làm sao mà cái bộ rễ nó phát triển được. Cho nên á, là cái giới á, thì chúng ta phải phải gìn giữ trước, nó là cái nền tảng, nó là căn bản nè. Cho nên là cái quy luật của nó đó, giới là phải thực hành trước nè. Khi mà giới chúng ta thấy mình gìn giữ trọn vẹn tốt đẹp rồi đó, mình mới bắt đầu mình tu tập thiền định hay là thiền tuệ đó. Thành ra đó, khi mà vô thực hành thiền định á, tại sao những cái chi thiền á nó phát triển được là gì? Nhờ cái là cái tâm á diệt trừ tất cả các cái pháp ác bất thiện. Thì khi mà cái tâm mình nó có được an ổn, các pháp bất thiện nó bị đè nén không sanh khởi, cái tâm định nó mới phát triển. Cho nên á khi mình vô mình ngồi thiền thì mình đâu có làm gì mình phạm giới, phải không? Nhưng mà nếu mà mình không giữ giới cho được trong sạch thì bắt đầu á, khi mà cái tâm mình á, mà nó an ổn rồi đó, tại sao bắt đầu những cái trạo hối nó sanh khởi lên, nó là cái chướng ngại cho sự phát triển của định. Trời ơi, hôm đó là mình phạm giới như thế này thế kia, cái điều thiện mà hôm đó bạn bè mình rủ đi bố thí, đi cúng dường, xây chánh điện, đi phụ hồng phước buổi lễ dân y rồi kia nọ, mà mình lo mình đi chơi, mình đi mà đi ăn tiệc ăn tùng gì đó, mình không có làm, không? Đó thì khi mà cái tâm mình nó ấy rồi, những cái trạo hối này nó sanh khởi, mà khi mà trạo hối nó sanh khởi thì làm sao mà định nó an ổn được. Cho nên là trước hết mình phải có cái thực hành cái giới, rồi sao mình phải có cái tâm là sám hối tất cả những cái lỗi lầm mà mình lỡ phạm, rồi mình cũng tha thứ cho tất cả những cái lỗi lầm của người khác đã làm với mình, để chi?
để cái tâm mình mới được an ổn quân bình. À, mình tránh khỏi diệt trừ tất cả các ác bất thiện pháp. À, mình từ từ mình mới thực hành được cái thiện pháp. À, chứ còn nếu mà mình không giữ giới, mình còn dễ vui. À, thì khi mà mình làm những cái điều không tốt đẹp, à, hồi lúc mà bình thường thì không thấy gì, nhưng mà khi mà mình vào mình ngồi thiền mình tu tập rồi đó, thì tất cả những cái này nó trạo hối lên. À, nó trạo hối, nó trạng lại, nhớ lại. À, nó lâu mình không có thể nào mà cái tâm mình định được. Cho nên là trước hết thì phải giữ gìn cái giới cho mình được tốt đẹp. Đó. Cho nên á, khi mà mình giữ giới tốt đẹp rồi đó, mình ngồi thiền mới an ổn. À, chứ còn khi mình vô ngồi thiền rồi á, mình chú tâm vô đề mục thì mình đâu có sát sanh, mình đâu gây tổn hại cho chúng sanh nào, mà mình cũng không có trộm cắp được, ngồi thiền mà sao trộm cắp, không? Rồi à, lúc đó mình chú vào đề mục thì sao mình nói dối. À, đó, cho nên là tất cả các cái giới á, mình phải thực hành trước, rồi sau đó thì mình mới bước vào tu tập. À, cho nên là bố thí này, trì giới này, mới tu tiến. Đó, nó đi từng bước như vậy. Như hồi nãy sư nói đó, là những cái pháp nào nó là quan trọng, nó là căn bản, nó là yếu tố để nâng đỡ các cái pháp kia sanh khởi. À, cho nên đó, là cái giữ giới nó là phải đầu tiên. À, nếu mà mình giờ mình nói ôi cái giới không quan trọng, bây giờ tu phát triển tuệ cái đã, à, nhảy vô học kinh, học pháp, học di diệu pháp rồi tùm lum hết, nhưng mà cái giới mình không giữ, à, thì làm sao mà có tuệ được. Đó, cho nên là nó phải đi từng bậc. À, và những cái pháp căn bản, à, nó phải tạo cái tiền đề, cái nền tảng, nó phải thực thành trước thì các bước kế tiếp chúng ta mới thực hành nó mới được tốt đẹp. Còn cái đầu mình không làm cho nó hoàn chỉnh tốt đẹp thì những cái làm sao phía sau nó phát triển được. Bây giờ cái nhà mình mà cái móng không vững, à, cái móng không vững thì làm sao nó nâng đỡ những cái cột, cái kẹo thì cái như ngôi nhà mình mà vững được. À, cho nên á là, à, cái giới nó là cái điều kiện căn bản chúng ta phải thực hành trước. À, giới có được an ổn tốt đẹp, à, vững vàng rồi đó thì mới nâng đỡ định, mà định á, phát triển mạnh mẽ vững vàng, à, thì mới tuệ nó phát sanh. À, thì do đó mà cái giới định tuệ, à, thì mình phải thực hành từng bước. À, thì cũng xin giải đáp, cả thời gian đến đây chắc cũng chưa phải lẽ rồi. À, trước khi kết thúc thì cầu chúc, à, chư tôn đức pháp thể cao ngang kính chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, à, tu tập tạo được nhiều sự trong đời sống, cầu mong chư thiên quan hỷ giới phước báo, học pháp hành pháp thảo luận Phật pháp, à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, nam mô Tham Ma á, nam mô Sang Ga á. Dạ, con xin đại diện đạo tràng kính tri ân sư đã nhẫn nại bỏ thời gian dạy dỗ Phật pháp cho chúng con. Dạ, kính thưa đạo tràng, dạ kính xin đạo tràng cùng con hồi hướng việc thiện làm này. Akasattha chapumattha devanaga madhirika punyano anumodantu chirang rakhantu dusasanan. Akasattha chapumattha devanaga madhirika punyano anumodantu chirang rakhantu ratake. Akasattha chapumattha devanaga mahidika
Punyano anumodantu chirang rakhantu nyatayo akasattha chabumattha devanaga mahidika. Punyano anumodantu chirang rakhantu panino akasattha chabumattha devanaga mahidika. Punyano anumodantu chirang rakhantu no sada. Phước căn chúng con đã tạo thành do thân ngữ ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hướng an. Phước chúng con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đánh hậu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mũi hương thọa lòng. Y đàn nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Y đàn nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Y đàn nô nha ti năng hô tu su ki ta hô tu nha ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng watame punyang asawaka wahang ho tu anagate. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, một lần nữa kính trang sư. Dạ, kính thưa đạo tràng. Kính mời đạo tràng đến lớp học ngày mai cũng lúc 9 giờ. Sư Pháp Thanh sẽ giảng tiếp 37 phẩm trợ đạo qua phần tấn giác chi. Dạ. Dạ, chúc đạo tràng có một đêm an lành. Dạ. Kính chào đạo